Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 5490 nha mọi người. Cái máy khá là đẹp, cấu hình rất là mê luôn. Và cái dòng full option của 5490 như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Đầu tiên đó là cái vỏ ở ngoài khá là đẹp mọi người, không một vết trầy xước gì hết, rất là đẹp luôn. Hiếm có con 5490 nào còn đẹp như vậy lắm nha. 14 inch và dòng này thì nổi tiếng là bền. Ngõ USB, ngõ Type-C, SD. Bên này thì có ngõ sạc nè, HDMI, USB và đây là cái khay SIM mọi người, có 4G. Nhét vô thì mình nhét SIM vô là nhận SIM mà mang 4G đi đắp mọi nơi. Còn cái này là ngõ mạng LAN nè, đây là ngõ mạng hình, rồi USB, tai nghe. Nói chung là không có thiếu một cái ngõ nào hết, đầy đủ các ngõ kết nối vô bên trong ha. Màn hình 14 inch Full HD rất là đẹp luôn mọi người, sáng trưng là màn hình đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này ha, và phím có LED phím rất là đẹp, phím là đẹp cực kỳ luôn mọi người. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế ha, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok. Máy rất là đẹp, chất lượng lắm, góc cạnh bàn rê chuột sạch sẽ đây ha, i7 Gen 8 đây, máy đẹp mọi người. SSD là 512 ha, và cái cấu hình nó là chạy chip i7 8650 Latitude 5490 nè mọi người. i7 Gen 8 ha, RAM 32GB. Quá khỏe luôn, khỏi phải nghĩ tới cái chuyện nâng cấp RAM làm gì nữa mọi người, chạy là siêu mượt mà. Nhưng mà máy thì là hoạt động hoàn hảo. Pin trên 3 giờ và độ phân giải màn hình là Full HD nè mọi người. Đây là 14 inch nha, không có lỗi làm gì hết trơn, webcam rồi đầy đủ. Máy là vô cùng chất lượng. Đây nó có cái SIM 4G để đôi lúc mình đi công tác ở những cái nơi mà không có 4G, không có wifi thì mình nhét SIM mình sử dụng, mọi người không có phụ thuộc vào wifi, rất là tiện luôn. Nhiều cái công việc bắt buộc phải sử dụng 4G mọi lúc mọi nơi thì cái này là đáp ứng đầy đủ yêu cầu ha. Đây trên cái này thì cái này là cái phần cao su á mọi người, trên cái phần viền chỗ này nó có hơi trầy tí, nói chung nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều hết trơn á. Tại vì cái này thì cái khi mà mình gập xuống thì nó vừa đụng với cái màn cái đế ở dưới thôi, cho nên nó không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ hơi mòn tí vậy trên đó vậy thôi, còn lại là ok. Và mình báo giá mọi người là giá cực kỳ tốt cho cái con 5490 này, mã A897, giá là chỉ có 7,8 triệu thôi nha mọi người, bản full option. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình. Máy rất là đẹp, chất lượng, kèm sạc zin, tặng tấm dán phím quốc tế, luôn luôn bao zin cho mọi người yên tâm. Máy là zin 100%, không hề sửa chữa gì hết trơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha, ai chốt thì inbox mình nha.